Bạn biết một diễn viên có thể chơi đùa với mạng sống như thế nào không? 100 năm trước không có kỹ xảo, anh đã dùng tay không để tóm lấy chiếc ô tô đang phóng nhanh rồi bay lên. Tôi hỏi Keaton, có phải là đã dùng kỹ xảo tăng tốc không? Anh ấy nói không hề, không có bất cứ kỹ xảo nào, thế nhưng anh ấy vẫn làm được. Có lẽ, trên thế giới này thật sự tồn tại người được ông trời chọn. Anh có thể xuất sắc đến mức lực hút của trái đất cũng không thể nào làm khó được anh. Còn anh chính là nhân tài trong giới hài câm Buster Keaton. Từ nhỏ đã chịu rất nhiều khổ cực, sau này cuối cùng đã thành công và là người đàn ông giành được giải Oscar, thành tựu cả đời. Còn đoạn phim hài ngắn hôm nay sẽ kể là câu chuyện mà anh tự biên tự diễn, gần như diễn tả được hoàn mỹ về hoàn cảnh quẫn bách của một nhân vật nhỏ. Mở đầu câu chuyện, anh bất ngờ nhặt được một chiếc ví tiền trên phố, vốn định trả nó cho gã béo, ai ngờ lòng dạ ông ta hẹp hòi, không hề cảm ơn mà bắt xe đi mất. Còn ví tiền lúc này lại nằm trong tay anh một cách kỳ diệu. Gã béo trong xe phát hiện ra ví tiền đã biến mất, liền lệnh cho xe quay đầu lại. Sau khi quay lại, liền cướp lại ví tiền, nhưng lại chỉ là một cái vỏ. Lúc gã béo lại quay lại một lần nữa, anh đã lên xe và đi mất. Nhưng anh lại bị một kẻ lừa đảo khác để mắt tới. Tình cờ lại trông thấy một hộ gia đình đang dọn nhà. Trong lòng kẻ lừa đảo liền có một kế. Hắn ta ngồi bên đường rồi bắt đầu gào khóc lớn, giả vờ là mình đã phá sản, không bán được những thứ đồ này thì vợ con sẽ phải chịu đói. Anh tưởng là thật, vô duyên vô cớ có được một đống sắt vụn. Đang không biết phải vận chuyển thế nào, tình cờ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa chỉ bán 5 đô. Anh chưa từng trải đời, đã dùng 5 đô để mua một chiếc xe ngựa. Lúc ông chủ còn đang ngây ra, 5 đô này lại rơi vào trong tay ông chủ tiệm quần áo. Sau sự nhầm lẫn này, anh ta đã dùng một chiếc xe ngựa để đổi lấy một chiếc áo. Còn anh thì vô cùng vui vẻ, kéo một chiếc xe ngựa tới để chở hàng. Cả nhà lúc này tưởng rằng công ty vận chuyển đã tới, trực tiếp mang đồ lên xe, anh cũng tưởng rằng mình đã gặp được người tốt bụng. Không lâu sau, ông ta đã chất đầy đồ lên xe. Nữ chủ nhân lúc này lại mang tới 2 bình hoa. Bố muốn nhét nó vào trong valiza, nhưng làm thế nào cũng không thể đóng lại được. Dứt khoát, bộp, đạp một cú xuống khiến nó vỡ. Lúc này mới đựng được vào trong chiếc valiza. Bình hoa thứ hai cũng chịu chung số phận, bị treo lên giá treo co giãn và bị rơi vỡ. Lúc này, ông ta lại cho anh một địa chỉ, bảo anh mang hàng tới tận nhà. Anh không hiểu lắm nên liền vứt đi. Không thông thạo kỹ thuật đánh xe, bảo ngựa rẽ trái nhưng lại bị chó cắn phải. Lúc này anh liền lôi ra chiếc găng tay đấm bốc, vừa hét vừa khua tay ngựa mới chịu đi theo chỉ dẫn. Mắt ngựa bị che đi, không nhìn thấy những gì bên cạnh. Anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ, đeo găng tay đấm bốc lên trên giá co giãn. Nghĩ rằng làm như vậy thì sẽ tiện cho ngựa rẽ sang trái hơn, ngựa cũng nghe theo thật. Đến vòng xoay, không cẩn thận bốp, trực tiếp đấm móc trái cho cảnh sát giao thông một cái. Lúc này, đang xoay chuyển đầu xe bốp, đã thành công hạ gục được cảnh sát giao thông. Sau hai phát đấm móc trái này, anh ta lúc này cũng đã hoàn toàn bị đánh đến mức ngây ngô. Đánh xe mệt rồi, vừa định nằm xuống nghỉ một lúc, ai ngờ ngựa lại đột nhiên dừng lại, hét thế nào cũng không đi. Nghĩ rằng có khả năng là ngựa đã lớn tuổi, anh lấy ra một chiếc điện thoại trên xe ra, đến phía trước đeo cho ngựa chiếc tai nghe, rồi về lại vị trí, chuyển động tay xoay nhỏ. Lần này chú ngựa già đã nghe thấy. Anh đánh xe ngựa vào trong sân duyệt binh. Điều này đã khiến những người làm quan đều sợ hãi. Lúc nhàn rỗi muốn hút một điếu thuốc, lại phát hiện không có lửa. Lúc này một kẻ phá đám ở trên tầng đã châm bom rồi vứt xuống. Tình cờ vứt lên xe ngựa của anh, đúng là cầu được ước thấy mà. Anh cầm bom lên rồi châm thuốc, mọi người sợ đến mức chạy tán loạn. Sau khi châm xong liền vứt sang một bên bùng. Sau đó binh lính ở xung quanh đều bị bom nổ, bốc khói trắng. Lập tức, mấy trăm người đó chạy tới định xử lý anh. Anh sốt sắng, nên đã khiến cho chốt cứu hỏa bị mở ra. Tốc độ của xe ngựa quá nhanh, nên đi được một đoạn đã tan rã. Lúc bọn họ đang tìm anh ở chỗ xe ngựa, ai ngờ anh lại ngồi ngay trên bục. Chui ra từ cửa sau, vừa định chạy, lại bị người ta phát hiện ra. May mà cuối cùng đã trốn được vào trong thùng rác và thoát nạn. Cuộc trốn chạy sinh tử tiếp tục diễn ra, không thể nào thiếu đi sự hóa trang đóng giả. Anh dựa vào thân hình hoàn mỹ để chui vào trong chiếc hòm, tránh được nhóm người của quân đội, nhưng vẫn không tránh nổi một người. Còn điều không ngờ là anh lại chui ra từ dưới đáy hòm. Anh lúc này đã bất đắc dĩ, liền lên phế, dùng tay không để tóm lấy chiếc ô tô đang phóng nhanh. Cuối cùng còn leo lên cầu thang của đội công trình. Hai bên bắt đầu chơi bập bênh. Cũng chính là những lần thử chơi đùa với mạng sống này, nên mới có những màn kinh điển trong lịch sử. Tôi chỉ có thể đánh giá rằng, nhân sinh giống như chơi tàu lượn, lúc lên lúc xuống lúc rung lắc, đi tới đường cùng cũng đừng bỏ cuộc, bởi vì bản thân chúng ta có thể xoay chuyển càn khôn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.